Xin các bạn, trên tay mình đang là bộ đôi sản phẩm hoàn toàn mới. Đó là bộ đôi sản phẩm pin sạc dự phòng đến từ Energizer. Thì như chúng ta đã biết thì Energizer cập bến thị trường Việt Nam với các dòng pin sạc dự phòng đa dạng về màu sắc, kích thước, hình dáng cũng như là hiệu năng. Thì hôm nay trên tay mình đang là hai sản phẩm cực kỳ nhỏ gọn cũng như là cái tông màu cực kỳ nữ tính, đó là tông màu hồng, hướng đến chị em. Thì hai sản phẩm này đó là UE5001 và UE8003. Với dòng sản phẩm UE8003 này, thực chất đó chỉ là bổ sung tông màu mới, đó là tông màu hồng. Trước đó chúng ta đã biết về UE8003 với tông màu vàng gold rồi. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ bài video trên tay hai sản phẩm này cho các bạn. Rồi, đầu tiên mình sẽ đến với UE5001. Đầu tiên, thông số trên mặt trước cho chúng ta thấy đây là chuẩn pin sạc Hitech, cùng với đó là các sản phẩm Energizer Việt Nam đều được bảo hành từ 2 năm trở lên, với pin sạc dự phòng đó là 2 năm 1 đổi 1. Dung lượng pin là 5000 mAh, cùng với đó là bạn có thể sạc đầy một chiếc smartphone. Và điều đặc biệt ở UE501 này, tuy là dòng pin sạc nhỏ gọn nhưng mà cũng hỗ trợ cổng input, là cổng đầu vào á, cổng sạc vào, đó là cổng sạc vào Type-C. Về mặt sau thì chúng ta có là các tiêu chuẩn an toàn đến từ châu Âu như FC, CE, rồi tiêu chuẩn là có thể chế lại được, hoặc là tiêu chuẩn là OH compliance, tiêu chuẩn là tiêu chuẩn là hạn chế các chất độc hại, thì cho thấy rằng là Energizer là đạt các tiêu chuẩn an toàn cao nhất từ châu Âu. Thì bên trên thông số kỹ thuật chúng ta có là đây là sạc UE5001 hỗ trợ pin LiPo, lithium polymer. Thì chuẩn loại pin này là hỗ trợ sạc lên đến 1000 lần. Rồi đây là dung lượng là 5000 mAh ở hiệu điện thế 3,7V, chúng ta có thấy. Tiếp theo đó là thông số đầu vào, đó là chúng ta có hỗ trợ hai cổng input, đó là cổng USB Type-C và cổng micro USB. Công suất là 5V 2A, cùng với đó là hỗ trợ output với công suất là 5V 2,4A. Ở đây các hộp pin sạc dự phòng đến thì Energizer đều có thiết kế dạng là bìa sách cực kỳ độc đáo. Ở đây trong khi lập bìa sách ra thì chúng ta thấy là có thể sạc hai thiết bị cùng lúc, hỗ trợ nút nguồn tiện dụng, cùng với đó là hỗ trợ đến 4 cổng, đó là 2 cổng output và 2 cổng input. Thì 2 cổng output là có 2 cổng USB output, cùng với đó là cổng input là USB Type-C này cũng và micro USB. Trên này nhà sản xuất có chia sẻ đây là chế độ an toàn, bảo vệ sự an toàn của bạn tốt nhất, đó là chống quá tải, quá dòng, quá áp, quá nhiệt, cũng như là chống đoạn mạch, cùng với đó là dual output, là 2 cổng output. Tuy rằng với là dung lượng pin 5000 nhưng mà là hỗ trợ đến 2 cổng output liền. Thiết kế cực kỳ mỏng, slim design. Rồi mình sẽ mở hộp này ra xem bên trong hộp UE501 có gì. Bên trong UE5001. Đây là hộp, mình sẽ hộp qua một bên. Đây là bên trong UE501. Đây là pin sạc dự phòng UE5001. Tiếp theo đó là sạch hướng dẫn. Tiếp theo đó là cổng dây sạc hỗ trợ chuẩn micro USB. Rồi mình sẽ đưa qua một bên. Mình sẽ chia sẻ về pin sạc dự phòng. Các bạn nhìn thấy cái ấn tượng đầu tiên ạ, đây là cái thiết kế cực kỳ mỏng, mỏng chỉ là 1 cm thôi. Các bạn có thể thấy thậm chí còn mỏng hơn một chiếc smartphone nữa. Rồi đây là một thiết kế hoàn toàn bằng kim loại, mặt trước và mặt sau. Mặt trước chúng ta có logo Energizer với tông màu hồng cực kỳ nữ tính. Tiếp theo đó, mặt sau chúng ta có các tiêu chuẩn an toàn đến từ châu Âu, cùng với đó là các thông số kỹ thuật. Cạnh dưới này chúng ta có hai cổng output hỗ trợ là 5V 2,4A và 2 cổng input, đó là 1 cổng là USB Type-C cùng với cổng đó là cổng micro USB. Cạnh trái này chúng ta có nút nguồn, cạnh phải này chúng ta có đèn báo, đèn LED báo pin tiện dụng. Đây chúng ta có 4 đèn tương đương với 20% mỗi đèn. Rồi với 2 cổng input này mình sẽ demo cho các bạn biết là UE5001 sẽ hỗ trợ sạc vào bởi Type-C và micro USB. Đây trên tay mình nó là cảm cáp đa năng. Đây là sạc Energizer. Trên này mình là cáp đa năng.
Đây, đây là cổng micro USB. Các bạn có thể thấy mình sẽ cắm vào cổng micro USB của VA5001. Đây, đèn LED đang báo là đang sạc. Các bạn có thể thấy nhấp nháy rồi. Đây là micro USB, còn đây là USB Type-C này. Đây là cáp đa năng đến từ Energizer rất tiện dụng. Bạn có thể cắm vào thiết bị, sạc vào thiết bị. Không cần phải mang quá nhiều. Đây là sạc USB Type-C. Đây mình sẽ cắm vào cổng USB Type-C. Đây các bạn có thấy đèn nhấp nháy không ạ? Đây. Cho thấy rằng chúng ta thấy sự tiện dụng của VA5001. Hỗ trợ dual input. Đây, mình đã chia sẻ xong về VA5001. Tiếp theo mình sẽ chia sẻ các bạn về VA8003. Cũng với thiết kế là độc đáo không kém. Với VA8003 chúng ta cũng có là dòng pin sạc chuẩn Hitech từ Energizer. Tiếp theo đó là chế độ bảo hành 2 năm 1 đổi 1. Bạn có thể sạc đầy 3 smartphone cùng lúc. 3 smartphone. Cùng với đó là dung lượng pin là 8000 mAh. Thông số input là 5V 2A, thông số output là 5V 2.1A. Với mặt sau chúng ta đều có hội tụ đủ các tiêu chuẩn an toàn từ châu Âu. Còn đây là thông số kỹ thuật, cũng là chuẩn pin LiPo. Dung lượng pin là 8000 mAh ở huyện thế 3.7V. Thông số input là 5V 2A, thông số output là 5V 2.1A. Thì bên trong này chúng ta có theo nhà sản xuất, chúng ta có là sạc hai thiết bị cùng một lúc, cùng với đó là hỗ trợ là hai cổng output USB, rồi một cổng input đó là micro USB, và đèn led báo pin tiện dụng là nó nằm ngay trên cổng micro USB luôn. Các chế độ an toàn là chế độ chống quá tải, quá dòng, quá áp, chống đoạn mạch, chống quá nhiệt, cùng với đó là cảm giác cầm ống trên tay cực kỳ tốt, cực kỳ thân thiện. Tiếp theo đó là thiết kế cũng siêu, siêu mỏng và thiết kế cực kỳ độc đáo. Mình sẽ đi vào bên trong hộp pin sạc dự phòng 8003 có gì dành cho các bạn. Với UE803, đây chúng ta, đây là UE803. Mình sẽ bỏ hộp cầm bên. Rồi, UE803, đây là hộp UE803. Cầm cực kỳ mịn hơn so với UE501. Tiếp theo đó là sách hướng dẫn. Tiếp theo đó là dây sạc hỗ trợ chuẩn micro USB. Vâng, đây là UE803. Các bạn có thấy điều gì khác biệt không ạ? UE803 là với hỗ trợ là vỏ kim loại nhưng mà được phủ một lớp nhung cho các bạn cầm nắm trên tay cực kỳ thoải mái, cực kỳ mịn. Cảm giác trên tay, cầm trên tay cực kỳ thích. Thiết kế nó cũng cực kỳ độc đáo khi các dòng pin sạc đều là thiết kế tiêu chuẩn là vuông vức như thế này. Thì UE803 thì thiết kế là cắt nữa, một đầu thì quát, một đầu thì vuông góc. Và thiết kế nữa là bạn có thể là thấy là chúng ta được bò tròn từ bên này và bên kia và cắt nữa luôn. Thiết kế bắt nữa cực kỳ độc đáo. Đây là thông số, hai thông số là output USB, một cổng input micro USB và bốn đèn led báo pin tiện dụng. Và đây ở bên mặt này chúng ta có là các tiêu chuẩn an toàn châu Âu cũng như là các thông số về dung lượng pin. Đây là UE5001 và đây là UE803. Thì hai sản phẩm này đều hỗ trợ tông màu hồng và cực kỳ nhỏ gọn, các bạn có thể mang theo bên mình, như là mang theo túi sách đi dự tiệc này, mang theo ví đi dự tiệc này, cũng như là khi trong các trường hợp các bạn có thể mang theo bên mình mà không chiếm quá nhiều thời gian, có nhiều không gian trong hộp đồ của bạn. Đây là UE5001 và 803. Thì độ dày chúng ta thấy là độ dày có khác biệt đôi chút, UE803 dày hơn một chút, nhưng mà ngược lại về cái không gian thì chúng ta thấy là sẽ nhỏ gọn hơn là UE5001 một chút. Thì đây là hai sản phẩm hoàn toàn mới mà Energizer đang vừa cập bến. Thì các bạn đã thấy là sự nhỏ gọn cũng như là các tông màu hướng đến chị em phụ nữ. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn các bạn ở những cái sản phẩm sau và những video lần sau. Cảm ơn các bạn.